Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề số 7, phương trình bậc 2 một ảnh, hệ thức VS và ứng dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với dạng một phương trình, giải phương trình và phương trình quy về phương trình bậc 2. Đầu tiên là phần 1, giải phương trình cơ bản. Thì đối với bài toán là giải phương trình, với phương trình là phương trình bậc 2 đơn giản đó, có dạng tổng quát A x bình cộng B x cộng C bằng 0. Học sinh có thể sử dụng phương pháp đưa về giải phương trình tích đã học ở lớp 8 này, hoặc sử dụng công thức nghiệm, hoặc công thức nghiệm thu gọn và sử dụng cái cách nhẩm nghiệm để giải bài toán. Thì ở đây anh không khuyến khích các bạn dùng cái công thức nghiệm thu gọn, đó, mặc dù nó tiện lợi nữa, nhưng mà các bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn. Đó là một cái mẹo nhỏ anh có thể nhắc các bạn thôi. Các bạn cứ sử dụng cái công thức nghiệm tổng quát đấy. Có thể nó số nó to hơn, nhiều hơn, nhưng mà ta chỉ nhớ một công thức rồi nó sẽ đỡ gây nhầm lẫn cho các bạn. Đầu tiên là phần định nghĩa, phương trình bậc 2 một ảnh là phương trình có dạng ax bình cộng bx cộng c bằng 0, trong đó x là ảnh, a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a khác 0. Thì công thức nghiệm của phương trình bậc 2 như sau. Đó, cái phương trình này các bạn nhớ cái dạng nó nha. Và nhớ các cái hệ số này nó ứng với cái biệt thức gọi là biệt thức delta. Delta là bằng b bình trừ 4ac. Anh lấy ví dụ cái phương trình quen thuộc là x bình cộng 2x cộng 1 đó bằng 0, thì cái này các bạn thấy quen đúng chưa? Thì cái hệ số a ở đây là 1 này. Tại 1 nhân x là bằng 1, b là 2. A là 1, b là 2, c là 3. Thì các bạn xét delta sẽ là bằng b bình trừ 4ac đúng không? Thì là bằng là b bình lúc này là bằng 2 bình phương trừ cho 4 nhân a, c là 1 đúng không? Nhân 1 nhân 1 thì delta lúc này bằng 0. Đó, cái trường hợp này là cái trường hợp đặc biệt đó. Thì phương trình có một nghiệm. Đây, nó rơi vào đây. Được chưa? Phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 là bằng trừ b trên a là trừ 2 trên cho 2a là bằng trừ 2 trên 2 là bằng 1 đúng không? Đó, thì cái nghiệm là bằng âm 1, xin lỗi các bạn. Thì cái nghiệm của phương trình này đúng là bằng âm 1 này. Đó là cái hằng đẳng thức x cộng 1 tất cả bình bằng 0. Đó, thì nó có phải là x cộng 1 nhân cho x cộng 1 không? Thì nó có nghiệm kép. Đó, ở đây x bằng trừ 1, ở đây x cũng bằng trừ 1 đây. Thì nó rơi vào trường hợp đặc biệt này. Đó, các bạn hiểu chưa? Ngày xưa chúng ta giải bằng cái cách đặt nhân tử chung này, hay phân tích về hằng đẳng thức. Thì bây giờ đối với bất kỳ cái phương trình bậc 2 nào nó có dạng này, được chưa? Thì chúng ta đều giải được đó, với cái công thức nghiệm. Rồi, anh lấy một ví dụ khác để các bạn dễ hình dung hơn ha. Đây, chúng ta có một cái phương trình ngày xưa ta được học là x bình đúng không? Trừ 3x đấy cộng cho 2 bằng 0. Thì ngày xưa ta giải cái cách ngày xưa là gì? X bình này trừ x này trừ 2x ta tách ra đúng chưa? Ta tách ra cộng 2 bằng 0. Sau đó ta đặt nhân tử chung x trừ 1 trừ cho 2 nhân x trừ 1 bằng 0 tương đương là x trừ 1 nhân cho x trừ 2 bằng 0. Và ta giải ra được hai nghiệm là x bằng 1 hoặc x bằng 2. Đó. Còn bây giờ ta giải theo cách số 2 ha. Ta xét delta là bằng b bình. B lúc này, đây này các bạn nhớ là ax bình cộng bx cộng c bằng 0. Rồi làm chậm lại xíu ha. Ở đây là x bình trừ 3x cộng 2 bằng 0. Thì các bạn phải biến đổi về một chút. Là x bình cộng cho trừ 3x cộng 2 bằng 0. Thì nó đưa về cái dạng ax bình cộng bx cộng c. Cộng đó, thì ta xác định a là bằng 1, b là bằng âm 3, c là bằng 2. Được chưa? Rồi ta xét delta. Delta là bằng b bình trừ 4ac. Vậy delta là b bình là bằng trừ 3 tất cả bình này
trừ cho 4 nhân A là 1 nhân B là 2. Vậy delta lúc này bằng 1, được chưa? Rồi, vậy thì đây, nó lớn hơn 0, delta bằng 1 lớn hơn 0 thì nó rơi vào trường hợp này này. Được chưa? Thì nó có hai nghiệm phân biệt là x1. Giờ ta áp dụng đúng cái công thức này ta tính nha, x1 thì bằng gì? Trừ B là trừ của trừ 3 đúng không? Cộng căn delta chia cho 2A. Đúng chưa? 2A là 2 nhân 1 đây, căn delta là bằng 1, được không? Rồi ở đây anh ghi cái công thức tổng quát ha. Trừ B cộng căn delta trên cho 2A là bằng trừ của trừ 3 cộng căn 1 trên cho 2 nhân 1, được không? Thì đây là 3 cộng cho 1 chia 2 là bằng 2. Đây, thì nó đúng bằng cái nghiệm này. Đó, cái nghiệm ta giải bằng cái cách thông thường. X2 là bằng trừ B trừ căn delta trên cho 2A là bằng trừ của trừ 3, đúng không? Trừ của trừ 3 cộng cho trừ căn 1, đúng không? Trừ căn 1 trên cho 2. 2 nhân 1 là 3 trừ 1 trên 2. 3 trừ 1 trên 2 là có phải 2 trên 2 là bằng 1 không? Thì nó đúng bằng cái nghiệm này luôn. Đấy, thì các bạn thấy cách nào ta giải ra cũng ra cái nghiệm như vậy. Đó, thì đối với những cái bài mà số lớn đúng không? Ta không biết tách như thế nào đấy. Giống như anh dạy các bạn ở cái chuyên đề số 4 đúng không? Giải toán bằng cách đặt một nghiệm á. Thì có những bài thì các bạn phải xử lý bằng máy tính. Nhưng mà khi mà biết về cái công thức nghiệm của phương trình bậc 2 này rồi đúng không? Thì các bạn hãy quay lại giải những bài đấy, được không? Giải lại những bài đấy. Đó. Theo cách này, được không? Xét delta này. Đầu tiên là ta xét xác định ABC, xét delta, sau đó ta dùng cái công thức nghiệm tổng quát. Còn nếu delta mà bé hơn 0 thì phương trình vô nghiệm nha. Rồi, chú ý nếu phương trình có A và C trái dấu thì delta luôn lớn 0, khi đó phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thì ở đây anh phân tích một chút, nếu A và C trái dấu ở đây này thì có phải nó là số âm không? Âm nhân cho trừ 4 là số âm, mà B bình là lớn bằng 0. Thì cái nguyên cái delta này dương thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt, được chưa? Rồi còn cái công thức thu gọn này á thì anh không khuyến cáo là các bạn sử dụng, tại vì nó dễ gây nhầm lẫn cho các bạn. Đó. Nó cũng sẽ từ cái công thức tổng quát này ra thôi, được chưa? Đó. Rồi, ở đây anh không khuyến khích các bạn sử dụng nhé. Đấy, theo kinh nghiệm của anh. Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua bài 1, giải phương trình. Thì ta chọn hai cách đúng không? Đầu tiên ta giải theo cái cách cùi mía, là cái cách của lớp 8, được chưa? Giờ nó thành cùi mía rồi, tại ta đã biết một cái cách mới xịn hơn. Về đây cái phương trình này ta giải ra như sau. Cách 1 nha. Là 3x bình nè cộng gì các em? Ở đây chúng ta có thể giải bằng hai cách. 3x bình cộng 6x trừ x trừ 2 bằng 0. Rồi ta đặt 3x ra ngoài là còn x cộng 2. Ở đây ta đặt dấu trừ ra ngoài là x cộng 2 bằng 0. Vậy đây ta giải là x cộng 2 nhân cho 3x trừ 1 bằng 0. Và ta ra được hai nghiệm là x bằng trừ 2 hoặc x bằng 1 phần 3. Đó. Ta thấy cái cách cùi mía này giải cũng nhanh đúng không? Đó, nhưng mà khi đó các bạn chưa gặp những cái phương trình mà nó khó khó đâu. Mai mốt ta quy về một cách một thôi nha, là giải về cái cách tổng quát là cái cách số 2 này nè. Đầu tiên là ta xét delta có dạng B bình trừ 4AC bằng B là bằng 5 này. 5 bình trừ cho 4 nhân A là 3 nhân C lúc này là trừ 2 nha các em. Thì có phải là bằng 25? Ở đây là 4 nhân 12. Được chưa? Là delta là bằng 49, lớn hơn 0 thì ta kết luận vậy. Phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đó. Là x1 bằng
trừ b cộng căn delta trên cho 2a. Các bạn phải bắt buộc nhớ cái công thức này ha, là trừ 5 cộng căn 49 chia cho 2 nhân 3, đúng chưa? Ở đây là bằng 1 phần 3 này. Đấy, trừ 5 cộng căn 49 x 2 là bằng gì? Trừ b trừ căn delta trên cho 2a là bằng trừ 5 trừ cho căn 49 trên cho 2 nhân 3. Thì có phải là bằng trừ 2 không? Đó, rồi ta kết luận. Vậy, nghiệm của phương trình là 1 phần 3 hoặc x bằng âm 2. Rồi, tương tự bài số 2, các bạn cũng giải như vậy nha. Rồi bài số 2, bài ý B này các bạn tự làm nhé. Một là tách theo cái cách cùi bắp, đúng không? Cái cách cùi bắp là cái cách một đấy, là 5x bình trừ trừ 5x trừ x cộng 1 bằng 0. Đó, đặt 5x ra ngoài ta có x trừ 1 này. Đặt trừ x ra ngoài ta có x trừ 1 bằng 0 này. Rồi x trừ 1 làm nhân tử chung, vậy nghiệm là x trừ 1 và x bằng 1 phần 5. Rồi còn cái cách thứ hai các bạn cũng xét delta và làm tương tự nha. Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua cái dạng tiếp theo, đó là giải phương trình bằng quy về phương trình bậc 2. Thì đầu tiên là cái phương trình trùng phương. Đó, trùng phương là trùng tức là lặp lại, phương là bình phương. Vậy ta đặt t là bằng x bình. Đó, thì ta sẽ có một cái phương trình mới là a t bình. X bình thì suy ra t bình là bằng x bình, tất cả bình là bằng x mũ 4 đúng không? Vậy t bình chính là x mũ 4 này nè. Đó, nó biểu thị qua đây. A t bình cộng bt cộng c bằng 0. Thì cái này nó có dạng về phương trình bậc 2 rồi. Thì nếu phương trình trung gian có một nghiệm dương thì một một nghiệm âm hoặc có nghiệm kép dương thì phương trình trùng phương có hai nghiệm. Đấy. Còn tại vì cái t này lớn bằng 0 đúng không các em? Cái x bình luôn lớn bằng 0. Thì suy ra t lớn bằng 0. Còn nếu phương trình trung gian có hai nghiệm âm hoặc vô nghiệm thì phương trình trùng phương nó cũng vô nghiệm. Rồi ở đây cụ thể có những cái trường hợp là phương trình một có bốn nghiệm phân biệt thì phương trình mà ẩn t á, là t là phải là hai nghiệm dương, t1 t2 lớn hơn 0 thì phương trình kia có bốn nghiệm phân biệt. Còn phương trình một có ba nghiệm phân biệt á thì phương trình hai có một nghiệm dương và một nghiệm bằng 0, được chưa? Còn phương trình một mà có hai nghiệm phân biệt thì phương trình hai có một nghiệm kép dương hoặc có hai nghiệm trái dấu, đó tức là một nghiệm âm một nghiệm dương, được chưa nào? Thì nó có trường hợp là delta lớn hơn 0, b bằng 0 và s lớn hơn 0. Ở đây là đối với cái phương trình mà chưa ẩn t á. Còn đây là cái trường hợp mà đối với phương trình mà nó có hai nghiệm phân biệt đối với ẩn t này. Đó, đối với ẩn t thì nó có một nghiệm kép hoặc là có hai nghiệm trái dấu, thì cái trường hợp delta bằng 0 là nó xuất hiện nghiệm kép này và cái tổng lớn hơn 0, và hoặc là delta lớn 0 thì cái tích b này phải bé hơn 0, được chưa? Tức là a nhân c, cái này là liên quan đến vs rồi. Sau này chúng ta sẽ quay lại sau với nó nhé. Rồi, đây là những cái trường hợp này. Phương trình một có một nghiệm thì phương trình hai có nghiệm kép bằng 0 hoặc có nghiệm bằng 0 và nghiệm còn lại là âm. Đó, những cái trường hợp này thì sau này chúng ta sẽ suy luận ra, được chưa? Còn bây giờ các bạn phải ghi lại để hiểu nó, để nhớ nó, được chưa? Rồi bây giờ ta có cái phương pháp giải số 2 là giải trực tiếp phương trình trùng phương bằng cách đưa về giải phương trình tích, hoặc các bạn có thể chọn giải theo cái phương trình VS, phương trình nào công thức nghiệm, được chưa nào? Rồi bây giờ ta giải phương trình này. Đầu tiên ta đặt t là bằng x bình, suy ra với điều kiện t lớn bằng 0, tại vì x bình lớn bằng 0, suy ra t bình là bằng x mũ 4. Rồi khi đó một phương trình 1 là gì? Là bằng t bình trừ 13t cộng 36 bằng 0. Ở đây các bạn có thể chọn giải theo hai cách. Một là ta tách như bình thường đúng không? Là t bình này
36 là bằng 9 nhân 4 đúng không? Là bằng 13. Vậy đây ta tách ra trừ 4t trừ cho 9t cộng 36 bằng 0. Tương đương là đặt t ra ngoài ta có t trừ 4 này, trừ 9 ra ngoài ta có t trừ 4 này bằng 0. Ở đây ta giải ra là t trừ 4 nhân t trừ 9 bằng 0. Và đây ta có là t bằng 4 hoặc là t bằng 9. T bằng 4 suy ra x bình bằng 4. Đấy. Ở đây t bằng 9 suy ra x bình là bằng 9. Vậy đây suy ra là gì? X bình bằng cộng trừ 4 đúng không? Ở đây x bình bằng cộng trừ, à xin lỗi, cộng trừ 2, x bình bằng cộng trừ 3. Vậy phương trình này có 4 nghiệm phân biệt đây nè. Khi có hai nghiệm T dương đúng không? Thì phương trình có 4 nghiệm phân biệt, được chưa? Đó, còn đến cái bước này các bạn cũng có thể chọn giải theo cái hướng số 2 là ta xét VS đúng không? À, xét delta là bằng B bình trừ 4AC. Đó, và bằng gì? B bình, B lúc này là trừ 13, tất cả bình trừ cho 4 nhân cho A là 1 nhân cho C là 36. Đó thì delta các bạn giải ra. Đó, delta là bằng bao nhiêu, được chưa? Ở đây là 169 trừ cho 4 nhân 36 là bằng 25. Delta là bằng 25, lớn hơn 0. Đó, vậy phương trình ở đây ta đặt là phương trình 2 có hai nghiệm phân biệt. Đó, rồi hai nghiệm phân biệt đó là T1 này thì là bằng trừ B trừ căn delta trên cho 2A. Còn T2 là bằng trừ B cộng căn delta trên cho 2A. Các bạn phải nhớ những cái công thức này. Trừ B là trừ của trừ 13 là thành cộng 13. Trừ cho căn delta là trừ cho 5 trên cho 2A là trên cho 2. Vậy đây là 8 chia 2 là bằng 4. Còn ở đây là 13 cộng 5 trên cho 2 là bằng 9. Đó. Thì tương tự như vậy các bạn lại suy ra những cái x đúng không? Những cái nghiệm x này thôi. Rồi vậy thì ta vừa giải xong cái bài số 1 ha. Rồi bài số 2 cũng tương tự. Ở đây á chúng ta cũng đặt đúng không? T là bằng x bình với điều kiện T lớn bằng 0. Suy ra T bình là bằng x mũ 4. Khi đó phương trình 1 trở thành gì các em? Ở đây tao có là 5t bình cộng 3t trừ 2 bằng 0. Rồi ta giải thôi, được không? Ở đây ta giải là 5t bình này cộng 5t trừ 2t trừ 2 bằng 0. Đặt 5t ra ngoài, ta có t cộng 1, ta đặt trừ 2 ra ngoài, ta có t cộng 1 là bằng 0. Tương đương là t cộng 1 nhân cho 5t trừ 2 bằng 0. Rồi các bạn giải ra t là bằng âm 1 thì ta loại, được không? Tại điều kiện là t lớn bằng 0. T là bằng 2 phần 5. Đấy, thì ta nhận. Mà khi t bằng 2 phần 5 thì suy ra x bình sẽ bằng 2 phần 5 đúng không? Vậy suy ra x là bằng cộng trừ căn 2 phần 5. Đó, các bạn hiểu chưa? Còn không đến đây các bạn rẽ nhánh, các bạn giải cái cách số 2 là xét delta cũng được ha. Thì các bạn tự xử cái cách số 2 nha, xét delta. Được chưa nào? Rồi. Đó, đó là cách giải của cái phương trình trùng phương, cũng đơn giản thôi, đúng chưa? Rồi, tiếp theo là cái phương trình này. Ở đây ta cũng đặt t là bằng x bình với điều kiện t lớn bằng 0. Suy ra t bình là bằng x mũ 4. Khi đó phương trình 1 trở thành gì các em? T bình cộng 5t cộng 6 bằng 0. Rồi ta giải ha. T bình cộng 2t cộng 3t cộng 6 bằng 0.
Tương đương là t ra ngoài là ta có t cộng 2, ở đây đặt 3 ra ngoài ta có t cộng 2 bằng 0. Vậy đây ta có là gì? T cộng 3 nhân cho t cộng 3 nhân cho t cộng 2 đúng không? Bằng 0. Và ta giải ra t là bằng âm 3 và t là bằng âm 2. Loại, tại vì t lớn bằng 0. Vậy ta kết luận là phương trình này vô nghiệm đúng không? Vậy phương trình vô nghiệm đó. Rồi, đó là cách giải về cái phương trình trùng phương. Bây giờ ta qua một dạng tiếp theo, đó là phương trình chứa ảnh ở mẫu nha. Thì đầu tiên là ta tìm điều kiện xác định, tức là cái mẫu khác không, quy đồng mẫu thức và để rồi khử mẫu ra giải bài toán vừa nhận được. Rồi đầu tiên chúng ta phải tìm điều kiện xác định. Ở đây điều kiện á, cái điều kiện là quan trọng này nè, x khác cộng trừ 3 đúng không? Rồi ở đây ta sẽ biến đổi một xíu là 14 phần x bình trừ 9 á, bằng cho. Ở đây ta có là 14 phần x bình trừ 9 sẽ bằng 1 trừ cho gì? Ở đây anh đặt dấu trừ ra trước là trừ của x trừ 3 ha. Đấy. Vậy ở đây tương đương là gì? 14 phần x bình trừ 9 bằng cho 1 cộng cho gì? Ở đây trừ với trừ thành cộng, 1 phần x cộng 3. Rồi anh quy đồng ha, quy đồng. Ở đây quy đồng lên là 14 phần x bình trừ 9 này. Ở đây là bằng 1 nhân cho gì? X bình trừ 9. Ở đây cái mẫu chung đó là x trừ 3 nhân x cộng 3. Thì ở đây có x cộng 3 rồi. Ta nhân cho x trừ 3 trên tử. Vậy đây là x bình trừ 9 là cái mẫu chung. Thì ở đây ta có điều kiện xác định rồi nên ta khử mẫu được ha. Tương đương là 14 sẽ bằng x bình cộng x và trừ cho 14. À, trừ cho 12. Rồi. Và ta có cái phương trình là x bình cộng x trừ cho bao nhiêu? Trừ cho 20. Trừ cho, ở đây là cộng 3 chứ, đúng chưa? Ở đây là x trừ 3 mà. Xin lỗi các bạn. Ở đây là ta nhân cho x cộng 3. Vậy ở đây là trừ 6, được chưa? Chuyển vế qua là hành trừ 20 bằng 0. Vậy ta giải cái phương trình này. Đấy, giải phương trình này thì các bạn giải theo cái cách cùi mía hoặc là cái cách xịn xịn kia cũng được. Được không? Bây giờ anh giải theo cách bình thường đi. Cộng cho 5x trừ 4x trừ 20 bằng 0. Đấy. Tùy theo nhé. Cái cách này nó tiện hơn thì ta chọn thôi. Đấy. Chứ không phải cách nào xịn hơn đâu. Đúng không? Đấy. Đấy là anh trêu các bạn đấy. Rồi. Ở đây là x cộng 5 này. Đây là x trừ 4 này. Bằng 0. Vậy ta có hai nghiệm là x là bằng 5, âm 5 hoặc x là bằng 4. Đấy, x là bằng âm 5 hoặc x bằng 4. Vậy ta đều nhận đúng không? Tại vì nó đều khác cộng trừ 3, được chưa? Và ta kết luận vậy. Nghiệm của phương trình là x bằng 5 hoặc x bằng 4. Được không nào? Đó, còn không thì đến đây nhá. Đến đây các bạn giải theo cách số 2 được chưa cho anh nha, thì nó cũng ra hai nghiệm như vậy thôi đó. Bạn nào tinh ý thì chúng ta tách ra được, còn không không tách ra được, chưa thấy được để tách ra cái x này là thành 5 với trừ 4 thì các bạn giải theo cái cách số 2, chọn một cách một thôi, được không? Rồi rồi tiếp theo là ta giải phương trình về phương trình tích, thì biến đổi phương trình ban đầu về dạng phương trình tích đó, quen thuộc đúng không? Thì ở đây anh giải mẫu cho các bạn ý A và những ý còn lại anh sẽ gợi ý x trừ 3 nhân cho x bình cộng 3x trừ 1 bằng 0. Thì đây tương đương là gì? X trừ 3 bằng 0 hoặc là x bình cộng 3x trừ 1 bằng 0. Thì đây ta giải ra được là x bằng 3. Rồi cái này thì ta bắt đầu ta đi giải theo cách số 2 đúng không? Ta xét delta. Xét delta là b bình là 3 bình
Đó. Ở đây ta đặt cái này là phương trình số 2 đi. Ta giải phương trình 2 là x bình cộng 3x trừ 1 bằng 0. Rồi ta có là gì? X bình này cộng gì? Ở đây ta xét delta ha. B bình là 3 bình trừ 4, A là 1, C là âm 1. Vậy đây là 9 trừ cho cộng cho 4 là 13, nên ta bằng 13, lớn hơn 0. Ta kết luận vậy phương trình 2 có hai nghiệm phân biệt, được chưa? Hai nghiệm phân biệt. Rồi, vậy thì là x1 là bằng trừ b cộng căn delta trên cho 2a. X2 là bằng trừ b trừ căn delta trên cho 2a là bằng trừ b tức là trừ 3 cộng căn 13 trên cho 2, đúng không? Còn đây là trừ 3 trừ căn 13 trên cho 2. Rồi ta kết luận vậy phương trình A này có 3 nghiệm phân biệt là 3 này. 3 trừ trừ 3 cộng căn 13 chia 2 và trừ 3 trừ căn 13 chia 2. Đó, nó có 3 nghiệm này nha. Rồi, tương tự như vậy các bạn giải với cái ý C, ý B. Ý B thì các bạn tách ra một xíu, đặt x bình ra ngoài, ta có x cộng 3. Ở đây đặt trừ 2 ra ngoài. Thì ta đã có x cộng 3 bằng 0. Rồi các bạn đặt nhân tử chung ha. IB này là x cộng 3 nhân cho x bình trừ 2 bằng 0. Vậy đây anh nhẩm nhanh luôn á, là x bằng âm 3 này. X bằng cộng trừ căn 2. Đó, còn ở ý C các bạn tách như sau. 2x bình cộng 3, tất cả bình giữ nguyên. Ở đây trừ 5x ta đặt ra ngoài là còn 2x bình cộng 3 bằng 0. Rồi tương đương là 2x bình cộng 3 ta đặt ra ngoài là nhân tử chung. Ở trong này vẫn còn là 2x bình cộng 3 trừ cho 5x bằng 0. Rồi ta xét delta và ta giải tương tự thôi, đúng chưa? Ở đây là ta có là gì? 2x bình cộng 3 là luôn lớn hơn hoặc bằng 3 thì cái này bằng 0 là vô lý rồi. Ta có hai trường hợp là 2x bình cộng 3 bằng 0, cái này vô lý. Vì 2x bình luôn lớn bằng 0, suy ra 2x bình cộng 3 luôn lớn bằng 3, được chưa? Còn ở cái này ta giải nè. 2x bình cộng trừ 5 trừ 5x cộng 3 bằng 0. Thì các bạn giải cái phương trình này sẽ ra là gì? 2x bình này trừ 2x trừ 3x bằng cộng 3 bằng 0. Rồi các bạn tự đặt nhân tử chung và tự giải nhé. Anh gợi ý thôi, đúng chưa? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo, ta giải cái phương trình này. À, phương trình này là phương trình trùng phương thì quá quen thuộc rồi, các bạn tự giải lại nhé. Rồi, bây giờ ta giải phương trình chứa căn bậc 2 thì nó cũng y chang, nó na ná cái phương trình trùng phương ấy. Thì ta không đưa về dạng này. Vậy thì ta đặt như sau. Ở đây anh giải ra này, đặt T là bằng căn x với điều kiện là x t cũng phải lớn bằng 0, được chưa? Và điều kiện là x lớn bằng 0, được chưa nào? Rồi. Vậy suy ra t bình sẽ là bằng x. Đấy, khi đó phương trình trở thành là 4t bình trừ cho 29t cộng cho 52 bằng 0. Đấy, thì bắt đầu các bạn thấy này. Những cái con số này bắt đầu lạ lạ rồi. Nó không liên quan gì đến cái việc chúng ta nhẩm nhẩm để ta tách ra được. Thì ta hãy sử dụng cái phương pháp là xét delta là b bình là trừ 29, tất cả bình trừ 4, a là 4, c là 52. Thì các bạn bấm coi delta ra bằng bao nhiêu. 29 bình này trừ cho 4 nhân 4 và nhân cho 52
là bằng 9, delta bằng 9. Đấy, một cái số rất đẹp và nó lớn hơn 0. Nên ta kết luận vậy. Phương trình có hai nghiệm phân biệt. Rồi. Đó tức là T1 là bằng trừ B cộng căn delta trên cho 2A. Trừ B lúc này là trừ của trừ 29 đúng không? Là cộng 29. Cộng căn delta là cộng cho 3. Căn 9 là bằng 3 đúng chưa? Trên cho 2 nhân 4 thì là bằng 3. 32 chia cho 8 là bằng 4. Còn T2 là bằng gì các em? T2 là có phải là bằng trừ B trừ căn delta trên cho 2A không? Trừ B là gì? Vẫn là 29 này, trừ 3 này, trên cho 2 nhân 4. 29 trừ 3 là 26, 26 phần 8 đúng không? Là bằng 13 phần 4 á. Rồi. Vậy đây ta có là T1 là bằng 4, suy ra căn x là bằng 4 đúng không? T2 là bằng 13 phần 4, suy ra hai cái này đều nhận hết nha các em. Tại vì nó đều lớn hơn 0. Suy ra căn x là bằng 13 phần 4. Đấy, vậy suy ra x sẽ bằng hai cái bình phương lên là x bằng 16, còn đây x là bằng 13 bình chia cho 4 bình là bằng 169 phần 16, được chưa? Thì đều thỏa mãn là điều kiện x lớn bằng 0. Ta nhận. Và ta kết luận vậy. Nghiệm của phương trình là gì? X là bằng 16 hoặc x bằng 169 phần 16, được chưa? Rồi, bây giờ ta chuyển qua dạng tiếp theo. Ta chuyển qua ý B. Chuyển qua ý B nhá. Rồi, ở ý B ta làm như sau. Ở đây ta biến đổi một chút, được chưa? Ở đây các bạn chỉnh lại đề một chút cho anh nhé. Ở đây là trừ 2 căn x và trừ cho 7 này. Đấy. Chỉnh lại một chút cho anh ha. Rồi. Bây giờ ta có là gì? Điều kiện là x cộng 1 lớn bằng 0. Suy ra là x lớn hơn hoặc bằng âm 1. Được chưa? Rồi bây giờ ta có là gì? Ta biến đổi là x trừ 2 căn của x cộng 1 trừ 7 bằng 0 tương đương là x trừ 2 x cộng 1. Ở đây anh làm xuất hiện x cộng 1 trừ 2 căn x cộng 1 và trừ cho 8 bằng 0. Sau đó anh đặt căn của x cộng 1 là bằng t. Suy ra t bình là bằng x cộng 1. Đó, với điều kiện là t lớn bằng 0 đấy. T lớn bằng 0. Rồi, khi đó cái phương trình này nó trở thành là t bình đúng không? Trừ cho 2t trừ 8 bằng 0. Và anh tách nó ra như bình thường thôi, t bình trừ 4t cộng 2t trừ 8 bằng 0. Tương đương ta đặt t ra ngoài là t trừ 4 này, cộng 2 ra ngoài là t trừ 4 này, bằng 0. Và ta đặt là t trừ 4 nhân cho t cộng 2 bằng 0. Và ta giải ra được là t là bằng 4 thì ta nhận. Còn t là bằng âm 2 thì ta loại. Đấy, t bằng 4 thì suy ra căn của x cộng 1 là bằng 4. Đúng không? Vậy suy ra bình phương hai vế là x cộng 1 là bằng 16, suy ra x là bằng 15. Thì x bằng 15 lớn bằng trừ 1 thì ta nhận, được không? Thỏa mãn đấy. Và ta kết luận vậy nghiệm của phương trình này là vậy nghiệm của phương trình là x bằng 15, được chưa? Rồi bây giờ ta chuyển qua dạng tiếp theo là phương trình vô tỉ.
Thì phương pháp chung là ta bình phương hai vế, được chưa? Và ta giải thôi. À, ta tìm cái điều kiện nữa, đúng chưa? Ta tìm điều kiện. Ở đây anh dạy ý A nhé. Ý A là x bằng căn của 2x cộng 3. Rồi, thì cái điều kiện là gì? Ta có hai cái điều kiện. Là cái vế này lớn bằng 0 là x lớn hơn hoặc bằng 0, đúng chưa? Và tiếp theo là gì? Rồi, ta chỉ cần điều kiện x lớn bằng 0 được rồi. Để rồi sau đó ta mới giải tiếp là x bình, ta bình phương hai vế bằng cho 2x cộng 3. Thì cái phương trình này khá quen thuộc là x bình trừ cho 2x trừ 3 bằng 0. Và ta giải ra, ở đây cho các bạn nghiệm nhanh luôn đúng không? Là x sẽ bằng gì? X sẽ bằng âm 1 hoặc x là bằng 3. Thì cái này ta loại x bằng âm 1 ta nhận, x bằng 3 ta nhận, được chưa? Và ta kết luận vậy nghiệm của phương trình đã cho là x bằng bằng 3. Rồi, tương tự như vậy ý B. Đó, các bạn có cái điều kiện là x trừ 2 lớn bằng 0, đúng không? Rồi sau đó ta giải 4x 4 cộng 2x trừ x bình bằng cho x trừ 2 tất cả bình là x bình trừ 4x cộng cho 4. Rồi các bạn giải cái này nha. Tương đương ta được một cái hệ là gì? Các bạn thu chuyển vế và rút gọn nhé, là ta có x bình trừ 3x bằng 0. Vậy ta giải ra được là x bằng 0 hoặc là x, ở đây suy ra là x lớn bằng 2 này. X bằng 0 thì ta loại, ở đây x bằng 3 thì ta nhận. Và ta kết luận vậy nghiệm của phương trình là x bằng 3. Rồi ý C thì cũng tương tự thôi. Điều kiện là gì? Ý C điều kiện là x trừ 1 lớn bằng 0, suy ra x lớn hơn hoặc bằng 1. Rồi, và ta giải cái phương trình này là 25 trừ x bình bằng x trừ 1 tất cả bình là x bình trừ 2x cộng cho 1. Rồi ta giải ra được là 2x bình trừ 2x trừ 24 bằng 0. Đó, ta rút gọn luôn ha. Ở đây là x bình trừ x trừ 12 bằng 0. Ta tách ra là 3 với 4 đây này. Thì tương đương là x sẽ là bằng 4 hoặc x là bằng âm âm 3. X bằng 4, âm 3 ta nhận. À, cái này ta loại. Rồi. Vậy đây x bằng 4 là nghiệm của phương trình. Đó, với điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 1 đây. Được chưa? Còn ý C. À, ý D đúng chưa? Ý D. Ý D thì nó hơi phức tạp một chút. Đấy. Ý D thì ta giải như sau. Ta biến đổi một xíu ha. Ta có là căn x cộng 4 sẽ bằng là căn của 1 trừ 2x cộng cho căn của 1 trừ x. Rồi, vậy bây giờ ta giải như sau này. Cái điều kiện đúng không? Điều kiện này hơi rối xíu đây. X cộng 4 lớn hơn hoặc bằng 0, 1 trừ 2x lớn hơn hoặc bằng 0 và 1 trừ x lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy ta giải ra những cái điều kiện sau là x lớn hơn hoặc bằng âm 4 này, x bé hơn hoặc bằng 1 phần 2 này, x bé hơn hoặc bằng 1. Rồi, vậy thì ta thấy cái điều kiện chung là x bé hơn hoặc bằng 1 phần 2 và lớn hơn hoặc bằng âm 4. Đó. Rồi, giải cái điều kiện nó hơi phức tạp. Bây giờ ta bình phương hai vế ha. Là x cộng 4 bằng cho 1 trừ 2x cộng cho 1 trừ x. Ta bình phương cái hai vế này lên, được chưa? Ở đây là cộng cho 2 nhân cho căn của 1 trừ 2x nhân cho căn của 1 trừ x. Được chưa? Rồi, và ta biến đổi một nhát nữa, đúng không? Ở đây ta chuyển vế cái này qua là ta có căn của 1 trừ 2x đấy nhân cho 1 trừ x đấy thì bằng gì?
thì bằng 2x cộng 1. Đấy, ta rút gọn nó được chưa nào? Ta chuyển vế qua ta rút gọn. Đấy thì nó ra được như thế này. Và bây giờ chúng ta giải tiếp đúng không? Ta lại bình phương hai vế tiếp. Ta lại có thêm một cái điều kiện nữa, đúng không? Điều kiện là gì? Đây, đây giống như là một cái phương trình mới này. Điều kiện là 2x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0. Suy ra x lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2. Đó, ta kết hợp với cái điều kiện ban đầu đây nè. Với cái điều kiện, đó, ta giải, được chưa? Với cái điều kiện mà phát sinh đó, được không? Rồi, bây giờ ta giải tiếp ha. Thì đây tương đương, ta bình phương hai vế là 1 trừ, ở đây anh nhân phân phối vào luôn nhé. Ở đây ta có là gì? 1 trừ cho 2x là trừ, trừ 2x, trừ x là trừ 3x này, cộng cho 2x bình này, bằng cho 4x bình, cộng cho 4x cộng cho 1. Thì đây ta giải ra được là 2x bình, đúng không? Chuyển vế qua 2x bình cộng 7x bằng 0. Vậy ta đặt x ra ngoài, ta có 2x cộng 7 bằng 0. Vậy ta giải ra được là x bằng 0 hoặc x là bằng âm 7 phần 2. Thì x bằng 0 á, đây, kết hợp với điều kiện đúng không? X bằng 0 thì ta nhận, tại vì nó lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2 và nó bé hơn hoặc bằng 1 phần 2. Còn x bằng âm 7 phần 2 các bạn phải để ý nè. Cái điều kiện mới của chúng ta là x lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2 nha. Nên là ta loại, được chưa? Đó, vậy tóm lại là x bằng 0 là nghiệm của phương trình, được chưa? Còn x bằng âm 7 phần 2 tuy là nó thỏa cái điều kiện đầu, nhưng mà ở cái điều kiện này nó không thỏa. Hai điều kiện này kết hợp á. Đấy, kết hợp hai điều kiện. Ở đây là 2 này, ở đây là 1 này. 1 và 2. Suy ra là x phải lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2 và bé hơn hoặc bằng 1 phần 2. Được chưa? Rồi, bây giờ ta ra qua cái dạng cuối cùng là giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Thì ở đây á, ta thường xét các dấu trong biểu thức giá trị tuyệt đối để khử dấu và giá trị tuyệt đối trên mỗi khoảng, giải trên phương trình trên mỗi khoảng đó. Ta có thể đặt ẩn phụ. Đầu tiên ta giải cái ý A này nhé. Ở đây ta có x trừ 1 sẽ bằng 1 trừ x bình. Vậy cái điều kiện là 1 trừ x bình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Và ta bình phương hai vế. À, ta bỏ trị tuyệt đối ha. Đấy, ta có x trừ 1 sẽ bằng 1 trừ x bình là bằng chính nó, được chưa? Và x trừ 1 sẽ bằng, x trừ 1 sẽ bằng gì các em? Trừ 1 cộng x bình. Rồi, ở đây ta giải này. Vậy ở đây x nó phải lớn hơn hoặc bằng âm 1 và bé hơn hoặc bằng 1. Đó, được chưa? Ta giải. Rồi, ở còn trường hợp này ta có là gì? Trừ x bình đúng không? Ở đây anh chuyển vế đi. X bình. Đấy. Cộng cho x trừ cho 2 bằng 0. Còn ở đây là x bình trừ cho x bằng 0. Rồi ta giải nha. Ở đây ta có là trừ 1 bé hơn hoặc bằng x bé hơn hoặc bằng 1. Còn ở đây là x. Cái phương trình này giải như cái phương trình bình thường nha các em. Là x bằng 0 hoặc x sẽ bằng 1. Còn ở đây là x bằng 1 hoặc x bằng, ở đây x bằng 0 hoặc x bằng 1 là cái phương trình dưới đây này. X bằng 0, x bằng 1 này. Còn ở đây là x bằng 1 hoặc x bằng âm 2 là cái phương trình phía trên. Thì ở đây ta nhận này, ở đây ta nhận này, ở đây ta loại này, ở đây ta nhận. Và ta kết luận.
Ta kết luận là gì các em? Ở đây thì 1 với 1 nó trùng nhau đúng không? Đấy nên nó tính là một nghiệm thôi. Vậy nghiệm của phương trình là x bằng 0 hoặc x bằng 1. Đó, các bạn nhớ cái cách giải nha. Đầu tiên là ta đặt cái điều kiện. Đó, được chưa? Điều kiện là gì? Là cái vế này nó phải lớn hơn bằng 0. 1 trừ x bình lớn bằng 0. Rồi sau đó ta giải cái trường hợp của cái trị tuyệt đối thôi. Trị tuyệt đối của A là bằng m. Đó, với m lớn bằng 0 thì tương đương là gì? A bằng m hoặc A bằng trừ m. Được chưa? Đây, anh làm. Đó, bám theo lý thuyết. Đây nè, được chưa nào? Rồi, vậy tương tự như vậy với ý B. Các bạn làm như sau. Ý B nha. Ý B ta có hai cái trị tuyệt đối đúng không? Thì hai cái đều lớn bằng 0 rồi. Nên ta chỉ bỏ trị thôi. Đây, các bạn còn nhớ là trị A bằng trị B. Thì ta có gì không? Tương đương là A bằng B hoặc A bằng âm B. Cái này anh đã hướng dẫn. Đấy. Ở đâu đấy trong các bài đã học rồi thì các bạn phải xem lại nha, trong kiến thức đã học. Rồi bây giờ ta giải. Vậy là ta có hai trường hợp là x trừ 6 là bằng x bình trừ 5x cộng 9, hoặc là x trừ 6 là bằng trừ x bình cộng 5x trừ 9. Anh đổi dấu luôn nha. Vậy đây ta có là x bình trừ 6x cộng 15 bằng 0. Còn cái phương trình dưới là x bình trừ 4x cộng 3 bằng 0, tương đương. Các bạn giải cái phương trình này ra nha. Giải phương trình ở đây ta tách ra là 9 và 6. Đâu để anh coi, anh giúp các bạn tách nha. 15 thì bằng 5 nhân 3 này. Đó, đúng không? Rồi. À, phương trình này là vô nghiệm hả các em? Vô nghiệm. Phương trình này vô nghiệm, được chưa? Tại vì sao? Đây là x bình trừ cho 2 nhân x nhân cho 3 cộng cho 9 và cộng cho 6 thì nó luôn lớn hơn hoặc bằng 6. Tại vì trước đó là cái hằng đẳng thức, đây là cái hằng đẳng thức này. Đó, thì phương trình này vô nghiệm. Đấy, thì ta giải phương trình này thôi. Nó sẽ ra x bằng 1 hoặc x bằng 3. Đó, vậy thì ta kết luận là vậy. Phương trình có hai nghiệm là x bằng 1 hoặc x bằng 3. Được chưa? Rồi. Kết thúc cái dạng bài là giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, cũng là kết thúc cái bài học ngày hôm nay. Đó, một cái bài học khá là dài, rất là kỹ và chia từng dạng nhỏ để các bạn không bị nhầm lẫn. Đó. Khi gặp một dạng nào bất kỳ thì các bạn hãy nhớ đến những cái dạng bài này, xem nó rơi vào trường hợp của dạng bài nào và có một cái cách giải tương ứng nhé. Rồi, hàm trùng phương này. Đấy, rất nhiều dạng. Rồi, nói chung các bạn nắm những cái công thức căn bản để có thể xử lý những cái bài toán này. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Nếu thấy hay, các em hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye!